Đến với bài tiếp theo nhé. Bài của buổi trước là chúng ta đã hiểu về chất béo rồi đúng không? Bài của ngày hôm nay thì đơn giản hơn, nó liên quan đến phát triển cá nhân. Bài tiếp theo đấy, thì tất cả những cái sản phẩm mà chúng ta ăn hàng ngày đấy, thì rõ ràng là như thế này nhé. Ở Việt Nam thì thích ăn cái gì tên là tự nhiên. Có nghĩa là cái gì là tự nhiên nhé thì ăn. Lý do tại sao là tự nhiên thích ăn? Tại vì một số thành phố cái môi trường sống rất là tốt, đặc biệt là những thành phố ít công nghiệp. Thì tôi là người đi câu cá, rất thích câu cá, đam mê câu cá, và cá gì tôi cũng câu được. Bất kỳ một loại cá gì cũng câu được nhé. Cứ ra khỏi nhà là có rất nhiều cá. À, nếu như thi thoảng thì tiền nhìn lên trên Facebook của tôi chia sẻ những loại cá rất là ngon đắt tiền đúng không? Cá gì cũng câu được, bất kỳ một khu vực sống nào cũng câu được. Nhưng trước đây đấy thì cái nguồn lợi hải sản, nó giống hải sản ấy thì nó rất là nhiều. Bây giờ thực ra là giống nó cũng rất là nhiều như cũ thôi, nó không 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 ít giống đâu. Nhưng do đấy cái nguồn nước, nguồn thực phẩm, cái nguồn nước ấy là ở các cái sông nước ngọt ô nhiễm nhá, là đến từ sông nước ngọt chứ không đến từ biển đâu nhá. Giống thì từ biển đi vào đúng không? Nhưng mà ô nhiễm từ các sông nước ngọt đi ra. Cụ thể này, có những thành phố lớn là cái ngành công nghiệp rất hoạt động rất là mạnh, và hầu hết tất cả những chất thải đều đổ trực tiếp ra sông nước ngọt. Ví dụ như ở Hải Phòng trước đây có cái sông Dế, tên là sông Dế nhá. Có khi Tuyền cũng nhớ sông Dế. Sông Dế là ở bên Dế, cầu Dế đấy, cái đập Cái Tắt đấy. Thì trước đây nước nó trong và xanh lắm, mọi người hay ra cái đập Cái Tắt là tắm. Nhưng bây giờ cái sông Dế nó nước nó thối đen xì luôn. Đen luôn nhá, đen đen xì, đen rớt đấy. Chứ trước cái sông Dế cứ bơi bỏ bõm bõm suốt ngày, mọi người toàn ra sông Dế bơi thôi. Nhưng bây giờ chả ai ra bơi nữa cả. Lý do là toàn bộ con sông đấy trước đây là dùng để lấy nước ngọt cho nhà máy nước, lấy nước để làm thành nhà máy nước đúng không? Và chuyển đến cho dân sinh. Nhưng bây giờ cái sông bây giờ nước có thối đen xì rồi. Tuy nhiên ấy, cái nhà máy nước vẫn còn đó và vẫn tiếp tục hút cái nước bẩn đấy lên và được chuyển vào trong nội thành để lọc để trở thành nước sinh hoạt. Và cái nước đấy, đấy thì mình không biết là nó bẩn, mình chỉ biết nó là bẩn, bẩn bẩn bằng mắt thôi. Nhưng thực ra nó bẩn nhiều hay không là người đi câu cá người ta sẽ biết, người ta làm đầm, làm thủy sản ta biết nhé. Toàn bộ cái lượng giống mà được lấy vào đầm bằng tự nhiên có sẵn ở trong đầm nhé. Nhưng sau đó chỉ cần lấy một cái con nước nhầm, nhầm ngày nhé. Có nghĩa là người ta không dự đoán được cái nước nào cả. Nó là may mắn. Tự nhiên có một hôm lấy cái nước vào thì cái nước ở thượng nguồn ấy, nó chảy xuống là thông qua các dòng sông nước ngọt ấy, nó chảy nó đan xen vào hệ thống cống rãnh chính hoặc là mương lạch chính. Thì toàn bộ những cái chất thải ở trong nhà, các cái nhà máy đi vào sông nước ngọt đó, nó ập vào trong đầm và toàn bộ cá tôm chết hết, không còn gì cả. Bản thân tôi nhìn nếu những con cua nó to bằng đúng là phải tầm nửa cân một con, nó chết nằm giả như là kiểu như là những cái con ếch, con nhái nó chết đấy, hàng dạp luôn, thối hắc hoác hết cả cái đầm luôn. Còn tôm chết thì nhiều vô cùng tận, nó trắng cả đầm luôn. Thì tuyền hình dung là người Việt thích đồ ăn tự nhiên, người Việt thích đồ ăn tự nhiên nhá, nhưng chỉ là những cái thành phố làm sao còn sạch sẽ. Nhưng bây giờ đến thành phố như Hải Phòng nhé, là bắt đầu sợ đồ ăn tự nhiên rồi. Kinh khiếp rồi. Vì biết rằng là đồ ăn tự nhiên rất độc hại. Và nước ngoài, những nước phát triển ấy, họ không ăn đồ ăn tự nhiên. Mà đúng là cây củ quả mọc đầy rơi đầy bãi, người ta có ăn đâu. Người ta vẫn ra siêu thị, người ta mua đúng không? Tại vì những cái loại thực phẩm tự có thể con người sáng tạo, chế biến, nuôi trồng ra đã được kiểm soát những cái hàm lượng chất độc hại ở trong ngưỡng cho phép để cơ thể có thể thải độc được. Và tất cả những cái loại đấy nhá đều có phải cái mã này này. Phải có cái mã này. Có nghĩa là sản phẩm được phép lưu hành trên thị trường. Đó, được phép lưu hành lên thị trường nhá. Thì ở đây có phải là mọi người hay nghĩ đến cái mã QR không? Hay là cái mã gì, cái mã vạch đúng không? Và sử dụng cái iPhone check cái mã vạch này. Thấy cái sản phẩm này có mã vạch là có nghĩa là có đơn vị đứng ra chịu trách nhiệm về cái sản phẩm này, đúng không? Thì cái bài này nó sẽ liên quan đến cái bài số 13. Nó có nhiều cái hạng mục kinh doanh trên thị trường lắm. Thì quay lại vấn đề nhá. Nhưng người Việt ấy thì lại tự chế tạo sản phẩm ra được và họ bán là theo cái kiểu gọi gia truyền. Và đúng là có rất nhiều các lọ bột hay là các thực phẩm ABC gì đó mà không có mã vạch, mã QR gì hết. Tôi cũng chả biết là ông chế tạo cái kiểu gì mà ra được cái sản phẩm đó, không hiểu luôn. Và họ bán với nhau rất ầm ầm ĩ ào ào. Ăn cứ ăn bụp vào thì làm sao mà không chết? Có nghĩa là những sản phẩm đó không được kiểm soát đầu ra đầu vào, bạn bảo là uy tín cá nhân của bạn tốt, nói thế này thế nọ kia, đấy là bạn nói miệng thôi. Bạn phải chứng minh được rằng bằng con số cụ thể, đúng không? Có nghĩa là các cái sản phẩm của bạn phải có đầu ra đầu vào, các sản phẩm phải rất là rõ ràng. Thì ở đây là đọc nhãn hiệu dinh dưỡng là chứng minh được rằng sản phẩm của bạn là phải có đầu ra đầu vào. Ví dụ đây là Kentucky đúng không,
cá hồi hay thịt gà đúng không? Thì cái con cá hồi này phải được nuôi trồng vào ngày nào, tháng nào, năm nào, ở trang trại nào, đúng không? Ngày xuống giống, ngày xuất chuồng, tất cả đầy đủ thật chi tiết, rõ ràng. Và tôi hoàn toàn có thể gọi điện trực tiếp đến công ty, đến tham quan công ty để xem. Chứ không phải là cứ ra chợ cứ thấy cái gì là rẻ tiền, nhắc tiền là thò tay nhấc 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 chán nhấc chê đầy thình bình về. Có nghĩa là chúng ta đang lựa chọn những thực phẩm không tốt và chúng ta ăn chúng ta có bệnh là đương nhiên rồi. Và đúng là mọi người bị rối loạn chuyển hóa rất là nhiều đúng không? Là do không biết đọc nhãn hiệu dinh dưỡng này và cũng chẳng quan tâm đến cái nhãn hiệu dinh dưỡng này là cái của nợ gì luôn, đúng không? Thì chỉ cần biết một điều đơn giản này, tất cả những sản phẩm được phép bán trên thị trường đều phải có cái mã vạch này. Đó. Và cái mã vạch này là nó chứng minh rằng là hàng có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Rồi thì bây giờ đây là cái phần ngoài nhá. Cái phần thứ hai quan trọng hơn tất cả này. Tất cả những sản phẩm này là những sản phẩm được bán trên thị trường nhá thì mới dùng. Còn những sản phẩm không hoặc là có bán trên thị trường nhưng không có cái vạch này bỏ qua luôn, không dùng luôn. Kể cả có ngon, mất thời gian, không quan tâm, đúng không? Cái thứ hai chính là cái thông tin dinh dưỡng. Tất cả những sản phẩm đều có gì ạ? 100 calo cái gì ạ? 100 gram thì có bao nhiêu calo, đường, mỡ, đạm, vitamin, khoáng chất, vân vân và mây mây. Đấy chính là thông tin dinh dưỡng. Vậy thì chúng ta có thể cầm một cái hộp thực phẩm bất kỳ lên. Chúng ta hoàn toàn có thể kể một câu chuyện. Con này, hôm nay mẹ sẽ kể cho con nghe một câu chuyện trước khi đi ngủ đúng không? Ngày trước thì chúng ta bố mẹ mình hay kể cho mình một câu chuyện để trước khi đi ngủ. Nó giúp chúng ta cái não bộ chúng ta kích hoạt cực kỳ hay luôn, thú vị, viết rất là hay. Con người ngày xưa viết cực kỳ giỏi. Nhưng bây giờ con người càng ngày là càng không động tới bút. Chính như vậy mà năng lực viết rất là kém, trí tuệ nó không mở. Thì chúng ta biết những kiến thức này và chúng ta kể một câu chuyện, đúng không? Buổi tối trước khi đi ngủ kể một câu chuyện cho con mình nghe, hoặc bố hoặc mẹ mình, có cái đâu mình ôn bài mà, đúng không? Cái câu chuyện ngày hôm nay thì mẹ sẽ dạy con về cái cách đọc cái nhãn hiệu dinh dưỡng. Thì cái bước một là cái mã vạch, đúng không? Thứ hai là cái thông tin dinh dưỡng. Thì con phải biết được rằng là trong một cái 100 cái gam thực phẩm ở trong cái hộp này, ví dụ như là 100 gam của nó thì có tổng 50 calo, đúng không? Suy ngay ra cái bài calo bài đầu tiên và cái gì, cái lượng calo cân bằng. Thứ hai là có vitamin A, D, K thì cái bên này thì ở trong một cái khẩu phần này nó có đã đầy đủ tất cả các khoáng chất, vi chất, vi lượng và đa chất, đúng không? Đó, chứ không phải là cứ ăn ăn theo kiểu như thấy nó đủ đủ ổn ổn thì mình ăn, hoặc là thừa thừa thiếu thiếu ổn ổn thì mình lại dừng, đúng không? Thì cái thông tin thứ hai là cực kỳ quan trọng và tất cả những cái sản phẩm phải có thông tin dinh dưỡng. Đấy mới là sản phẩm được nghiên cứu, được tìm hiểu, được phép đưa ra thị trường. Còn sản phẩm mà không có thông tin dinh dưỡng này là sản phẩm vứt luôn, bỏ không dùng, đúng không? Và cuối cùng quan trọng hơn tất cả này là cái giá thành được ghi bằng con số calo cụ thể. Để em nhìn nhá. Thứ nhất này, cái kem tu thứ nhất là 418 calo, chất béo thì 76%, đạm thì chỉ có 26 gram thôi, trên 100 gram nhé, trên 100 gram trọng lượng tịnh, đúng không? Thì có 418 calo, 76% là chất béo và 26 gram là đạm, hoặc là trong một khẩu phần hoặc là cả một cái hộp đấy, trong 100 gram thực phẩm đó hoặc trong một khẩu phần ăn hoặc cả một cái hộp này nó có từng đây, thì chúng ta phải làm cái phép tính gì, chia ngược lại. Ví dụ bây giờ họ ghi ra rằng là trong một khẩu phần nó có 418 calo và chất béo chất đạm thì rất dễ tính rồi, một khẩu phần có thể là khoảng cần biết là bao nhiêu, là 2 xìa thôi là xong, hoặc là 1 xìa, đúng không? Hoặc là trong 100 gram thực phẩm đó ở trong đóng ở trong cái hộp trong cái túi đó và 100 gram đó là một khẩu phần, ví dụ như vậy thì chúng ta rất là dễ tính. Nhưng bây giờ nó để cả hộp như này thì chúng ta phải làm một cái phép tính, mình phải làm cái phép tính ngược lại, đúng không? Rồi thì bây giờ đến cái thứ hai nhá, nó có 918 calo, 25% chất béo và lượng đạm thì lại cao, có nghĩa là năng lượng thì lại thấp dần đi, thấp dần nhá, vẫn cái calorie như vậy thôi nhưng chất béo lại ít đi và chất đạm lại tăng cao, và cũng vẫn là cái calorie đó thôi nhưng mà làm sao có 147 calo, không chất béo và 36% gram đạm. Thì ba cái này nhá, cái nào đó này càng nhiều calo thì càng rẻ tiền, ba cái gì giống y xì như nhau, nhưng cứ ra chợ mà nhấc xem tại sao cái này nó lại rẻ nhỉ, thì mình chỉ biết rằng là nó không ngon hoặc là nó ngon thôi. À thì nó ngon thì là nó đắt tiền, nó không ngon thì là nó rẻ tiền, nhưng thực ra không phải, mà là cái lượng calo càng cao thì càng rẻ tiền, đúng không? Lượng đạm càng ít thì càng rẻ tiền. Thế giờ so sánh nhá, calo 400, calo 147, lượng đạm có 26 nhưng lượng đạm những 37, chất béo ở đây những không mà chất béo ở đây những 76, thì chỉ cần ra này kiểm tra bằng mắt thường sẽ thấy rằng là những đồ này là đồ rẻ tiền, đồ đắt tiền hơn một chút,
Còn những đồ này là đồ mắc nhiều tiền hơn. Và thường thì mọi người là làm sao ạ? Thích cái gì rẻ thì mua nhiều. Đúng không? Ơ rẻ mà lại ngon như thế thì tội gì mà không mua nhiều. Tại vì sao? Bạn bị nghiện mất đường rồi, nghiện calo rồi, nghiện chất béo rồi. Đúng không? Và khi bạn nghiện thì bạn cũng chẳng biết bạn nghiện, và bạn cứ ra bạn nhặt hết tất cả những đồ rẻ, xong lại còn được sale nữa chứ. Sale những cái đồ này là theo sale liên tục. Đúng không? Mua hai tặng một, mua hai tặng một, nhặt nhặt lấy nhặt nẻ, và thế nó có mà chết nhanh hơn. Rồi, cái bài số 8 này chỉ đơn giản là phát triển cá nhân về sử dụng những sản phẩm không phải tự nhiên hoặc là tự nhiên nhưng được đưa lên thị trường hoặc không được đưa lên thị trường, và đưa lên rồi thì giá tiền nó liên quan đến cái lượng calo nằm ở bên trong, liên quan đến cái lượng chất béo nằm ở bên trong, chất đạm, chứ không phải là cứ đắt tiền rẻ tiền là nó ngon hay không ngon, xịn hay không xịn, tốt hay không tốt. Có là có rất nhiều thứ để giải thích một vấn đề tại sao nó lại rẻ tiền, tại sao nó lại mắc tiền, chứ không phải là thích hay không thích. Nhiều người ta vẫn thích ăn cái này, nghe đến cái này có người ta từ chối luôn, không ăn, không ngon, không ăn đâu, nó khô, nó sơ lắm, người ta thích ăn cái đồ này đấy, nhưng cứ người thích ăn cái loại này đó thì mình sẽ giải thích được tại sao nhé. Rồi tiếp tục này, cái việc mà đọc nhãn hiệu dinh dưỡng ấy, các cái thông tin trên cái sản phẩm, bất kỳ một sản phẩm gì nhé, nó chính là cái trí tuệ 3.0, chắc chắn là như vậy. Và những ai đó không có cái tuệ ở 3.0 và họ nghi ngờ thì họ rất thích một cái gì đó tên là tự nhiên. Tuy nhiên ấy, cái tên là tự nhiên nhưng không kiểm soát được tự nhiên. Và cái nguồn nước như vừa rồi tôi chia sẻ đấy, chỉ có những cái quốc gia hoặc những cái thành phố sạch thôi. Ví dụ như bây giờ miền núi, nước chảy trên núi chảy xuống thì cùng lắm thì bà ở đầu nguồn ỉa đái luôn thì cùng tôi ăn cướp cái nước đái nó cùng thôi. Đúng không? Chả sao cả. Hoặc là nhà bạn có đổ cái gì bẩn bẩn ra thì tôi cũng ăn lại cũng chẳng sao cả. Nhưng mà bây giờ cả một cái nhà máy ấy, nó dệt vải, dệt sợi và gì nó đổ ra hóa chất ra thì cả một cái nguồn nước ô nhiễm và nguồn lợi thủy sản chết hết. Và đấy là chứng minh thực tế nhé. Vậy thì cái gì tên là tự nhiên nó sẽ không còn là tự nhiên nữa rồi, mà nó trở thành hóa học 100%. Và tất cả những sản phẩm chúng ta lại lấy nước đó chúng ta tưới cây trồng, chúng ta nuôi thực phẩm hải sản, chúng ta lại còn ăn còn lại uống nữa thì chắc chắn là một loạt các bệnh tật không thể kiểm soát được, và cũng không biết nó từ đâu tới, mình vô minh hoàn toàn luôn. Vậy thì tốt nhất, cách tốt nhất chính là hiểu về dinh dưỡng, đọc được nhãn hiệu dinh dưỡng để có thể tìm được cái nguồn thực phẩm hợp lý nhất cho mình. Và cái việc này hoàn toàn dễ làm vô cùng tận luôn. Chỉ cần ra siêu thị tìm hiểu những sản phẩm, đọc dinh dưỡng là tự động mình sẽ biết nhấc cái gì lên xịn, nhấc cái gì lên ít xịn và nhấc cái gì lên dở. Những cái mà không có mã vạch, mã code, không có thông tin dinh dưỡng vứt luôn, cho không ăn. Cho không ăn kể cả đông trùng hạ thảo, đông trùng quế phụ, không có sản xuất, không có gì gì cả, cứ đào tự nhiên lên rồi thì chỉ có chết sớm thôi đúng không? Và rồi hầu hết những người sử dụng những sản phẩm tự nhiên đều có bệnh từ tự nhiên hết. Tự nhiên có bệnh mà chả biết tại sao cả. Rồi. Có một cái quy tắc nhá. Cái quy tắc như vừa rồi nhấn mạnh khá là nhiều lần đúng không? Đồ calorie càng thấp, chất béo thấp, protein cao thì có nghĩa là đồ tốt. Mặc định luôn, khỏi cần tìm hiểu. Và đồ có calorie cao, chất béo cao nhưng protein thấp thì có nghĩa là đồ ít tiền. Và ít tiền chắc chắn là ít tốt. Và đừng nên sử dụng, lạm dụng quá nhiều. Cuối cùng là hạn sử dụng. Tôi biết là rất nhiều người không bao giờ nhìn cái hạn sử dụng. Và cái hạn sử dụng là cái điều đầu tiên. Và thực tế nhé, bản thân tôi làm cái công việc này rất là nhiều năm, mà thi thoảng là có một cái công ty doanh nghiệp nó cho tầm 2-3 container sữa. 2-3 container sữa nhé. Và cho hàng container thực phẩm chức năng. Container luôn. Họ cho mình là để vì sao? Họ biết rằng là mình có một cái lượng data rất là lớn, và mình có thể cho hộ họ, mình có thể làm cái chương trình ABC nào đó kết hợp với họ để phân phát những cái sản phẩm đó. Họ cho cả một container sữa Chumi, TH Chumi, tốt, cái loại một trong những loại sữa tốt nhất đúng không? Nhưng mà nó chỉ có hạn sử dụng trong vòng 20 ngày thôi. Hết hạn sử dụng, còn 20 ngày nữa là hết hạn sử dụng. Thực ra tất cả những sản phẩm mà còn hạn sử dụng trong vòng 2 tháng là họ đã bỏ rồi. Tầm khoảng 2 tháng đã bỏ rồi. Nhất là những cái nước phát triển đúng không? Họ bỏ luôn. Gần hết hạn sử dụng họ đã bỏ rồi, nhưng người Việt của mình này gần hết hạn sử dụng vẫn chén tiếp. Khổ thế mà lại còn đi cho người khác nữa cơ, không tiêu hủy, cái đem đi tiêu hủy nó còn tốn hơn cái việc đi cho, mà cũng chẳng ai cấm kiểm soát cái việc đấy cả. Ví dụ như bây giờ họ đưa ra một cái luật, tất cả những sản phẩm bán trên thị trường có mã code nó vạch mà hạn của sử dụng còn 1 tháng buộc phải đem đi làm sao tiêu hủy thì nhá, tuyệt vời luôn. Nhưng bây giờ không tiêu hủy đem đi cho những cái trại dưỡng não, trại tế bần, rồi là trại mồ côi, giết người ta chứ còn gì nữa đúng không? Có nghĩa là mình đem đi cho, nhưng mà mình làm kiểu đem đi cho cái kiểu gọi là cái công tiêu hủy nó còn mắc hơn cả cái công đi cho, thì thành ra họ chọn lựa đi cho được 2-3 thứ trong một,
và những cái nơi mà họ còn thiếu những cái công cụ để mà quản lý những điều đó đấy thì thường là những cái nước chậm phát triển, họ vẫn bán đến cái hạn cuối cùng, bán đến đát cuối cùng, vớt đát rồi thôi. Và tôi biết rằng là có một loạt những siêu thị như là siêu thị Metro, siêu thị Intermex hay siêu thị gì gì đó ở Việt Nam, là siêu thị Vin, người ta gọi là một loạt các cửa hàng Vin, siêu thị của Việt Nam đấy, đến ngõ ngách khe kẽ đấy, hạn sử dụng anh ơi còn 20 ngày, mua hai tặng một, rời đất ạ. Đúng không? Như thế thì khác gì là mình hủy diệt mình giúp mình chết. Thì có nghĩa là cái hệ thống luật pháp của mình nó không có, nó không chặt chẽ đến cái ngưỡng mà người ta cũng được quyền làm cái việc đó. Người ta cũng rõ ràng là còn hạn sử dụng, hết hạn sử dụng, bị cấm lưu hành rồi nhưng vẫn làm dạng mua hai tặng một, đúng không? Thì có nghĩa là mình cứ tưởng là ngon là rẻ, ok, chốt luôn, nhìn nó còn 20 ngày nữa mới hạn, chắc là dùng tốt, thậm chí là hết hạn rồi vẫn xài, kết tủa rồi vẫn xài, đúng không? Và bản thân tôi là cũng đã đi cho những cái sản phẩm đó rất nhiều trong quá khứ nhé, nhưng bây giờ thì không cho nữa rồi. Bây giờ có ai cho tôi hàng công tôi chả rảnh, đem phân phát mà chỉ cần một người ta chửi là chết rồi. Ví dụ không ai người ta biết thì không sao, vẫn còn ổn ổn, nhưng bây giờ chỉ cần có một người giống mình với người ta quạc mồm lên phát là mình chết oan thôi, lập tức, đúng không? Mà rách việc to luôn, thì tốt nhất là không lên dây với cái nhóm đó, đúng không? Và những cái loại như thế này nó nhiều như là sao trên trời luôn, có cả nhà máy luôn, còn không có chỗ đem đi đổ nữa cơ, đổ không sao được, đang hàng nghìn hàng triệu tấn sữa mà hết hạn sử dụng làm sao ạ? Lại còn em có biết nhá, có những cái loại sữa sữa bột là như này này, sữa tươi chuyển thành sữa bột, xong sau đó hết hạn sử dụng ta lại lật lại từ sữa bột chuyển thành sữa tươi, nó khủng khiếp cái mức độ đấy cơ mà. Tăng cái hạn sử dụng là bằng cách gì? Toàn bộ cái sữa bột của mình nhá, nó hết hạn sử dụng rồi thì lật lại trở thành sữa tươi, lại cho vào nhà máy chế biến ngược lại trở thành sữa tươi, thì có nghĩa là lại có hạn sử dụng, nhưng bản chất nó làm sao, là hết hạn từ lâu rồi, đúng không? Xong sau đó đã chuyển thành sữa tươi rồi là hết hạn sử dụng, lại lật thành sữa bột, nó khiếp đến mức độ như vậy cơ mà. Nói là đến ngay bản thân những cái thực Chứ. phẩm mà trong trong người con người của mình nó còn kinh khủng đến mức độ đấy mà. Có nghĩa là cái công đi tiêu hủy, cái công đi cho nó rất là tốn kém, thà họ tái sử dụng và họ chuyển thành một cái sản phẩm khác. Vậy thì bệnh tật là phải chấp nhận rồi. Có nghĩa là chúng ta sống ở trong những cái đất nước mà không được luật pháp bảo vệ. Đúng là không được luật pháp bảo vệ không? Ở nước ngoài em sống ở đấy là họ có cái luật bảo vệ trẻ con nó khủng khiếp luôn. Đố giảm làm sao là stream trẻ con. Tù ngay lập tức, đúng không? Rõ ràng là con mình cứ stream nó, úi rồi xong rồi cắn 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 bấu 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 bấu. Con này trông người thằng này giống bố thế nhỉ? Stream to như bố cấu. Sang bên kia là lạm dụng tình dục trẻ con, nó đi nó lên tù ngay lập tức, đúng không? Hoặc là đánh chó đánh mèo thôi rồi họ xích mình vào luôn. Có nghĩa là họ có luật rồi, ông sai luật là ông phải chịu trách nhiệm. Nhưng mà cái đất nước này mình có nói nhiều này hơi quá, người ta lại ghét mình, người ta khóa kênh của mình. Có nghĩa là mình chỉ muốn là muốn chia sẻ từ cái góc nhìn cá nhân thôi. Có nghĩa là luật pháp chưa bảo vệ tới cái chỗ đó, thành ra là con người phải chấp nhận sống chung với cái việc đó. Và mình đang sống ở chu kỳ xã hội này, mình phải chấp nhận thôi, mình không thể bước ra khỏi môi trường khác sống được, không có đủ điều kiện, đúng không? Và có đúng là cái quyền lựa chọn là một cái quyền khủng khiếp nhất, được quyền lựa chọn những cái thứ mình cần mình muốn là một trong những cái quyền mà kinh khủng nhất. Con người là ở bất kỳ quốc gia nào đó họ cực kỳ tôn trọng những cái điều đó. Và tôi không thích ăn cái sản phẩm này, tôi không muốn lựa chọn cái môi trường sống này, nó độc hại, nó không tốt, và tôi muốn một cái môi trường sống nó tốt hơn. Và những người có cái năng lực để di chuyển nó khỏi khu vực mình sống đến những cái khu vực mà mình thấy nó thích và phù hợp hơn, thì những người đó là những người đẳng cấp nhất, xịn sò nhất, khẳng định luôn. Có thể là họ may mắn, cũng có thể là họ có trí tuệ thì họ mới bước ra được những cái môi trường tuyệt và tuyệt vời như vậy. Rồi tổng kết lại toàn bộ những kiến thức của bài ngày hôm nay nhé, mình chỉ cần biết cách đọc nhãn hiệu dinh dưỡng thì có nghĩa là mình đang sử dụng kiến thức vận hành cơ thể của mình ở đại cốc mạnh đại cách mạng công nghiệp lần thứ ba. Còn lần thứ tư thì sẽ có những cái bài khác nhé. Có nghĩa là mình đang sử dụng trí tuệ của cách mạng công nghiệp lần thứ ba, và chỉ có những đất nước mà có đang vận hành tốt cách nghiệm công nghiệp lần thứ ba thì mới có được tất cả những kiến thức này và bảo vệ được con người ở cái trí tuệ đó. Còn nếu như mà chỉ là hưởng thụ những cái kiến thức trí tuệ này thì có nghĩa là bạn đang sử dụng những cái dịch vụ này mà giống như tôi vừa rồi lấy ví dụ đấy, là chúng ta đang bị lừa mà chả biết tại sao mình bị lừa cả. Rõ ràng là sữa bột trở thành sữa tươi lại thành sữa bột và vẫn còn hạn sử dụng mặc dù nó hết từ thế kỷ nào rồi, đúng không? Và rồi có rất nhiều chân cổ cánh gà để ở trong những cái container có lẽ là đến 5 7 năm rồi nhá, vẫn chuyển về Việt Nam ra quán nhậu. Tất cả những cái loại lòng dạ dày sách, tất cả các loại thứ bán nhem nhẹm ở chợ, hạn sử dụng của nó là chục năm trước rồi nhưng đem đi tiêu hủy chưa có điều kiện, vẫn đông công lạnh để vấn đề đó đã, chúng ta nhập về và làm sao tái sử dụng. Và nó còn là cái gì ạ? Rác thực phẩm. Rác thực phẩm nhé, nó trở thành bãi rác, người Việt của mình là trở thành cái bãi rác của thế giới luôn đấy. Rác công nghệ, ắc quy, tất cả các thứ nhập về xong rồi tái chế lại đấy, rác thực phẩm. Rác thực phẩm là thứ khủng khiếp nhất trong các loại rác.
tại vì nó hủy diệt con người. Vậy thì khi chúng ta biết về nhãn hiệu dinh dưỡng là chúng ta có kiến thức để bảo vệ mình rồi đó. Còn bảo vệ ở mức độ bao nhiêu thì cũng còn tùy. Bảo vệ mà biết cái kiến thức này nhưng mà vẫn mua sản phẩm sản xuất từ Việt Nam thì tôi chịu, không thể kiểm soát được đó. Còn nếu như mua sản phẩm mà ở những nước mà người ta đang vận hành cái kiến thức này thì chắc chắn là yên tâm tuyệt đối, có thể là không tuyệt đối nhưng mà an tâm tuyệt đối đã, đến cái ngưỡng mà mình cảm thấy rằng an lòng nhất đó. Rồi, Tuyền có thắc mắc điều gì về bài đọc nhãn hiệu dinh dưỡng được không ạ? Cái phần mà calo khi mình đọc cái calorie chất béo với protein thấp với cao thì mình so sánh với cái gì ở thầy mà biết thấp với cao Họ ghi sẵn lên trên bao bì rồi thì mình chỉ cần cầm hai cái thì loại tương tự. Ví dụ như bây giờ cũng là Kentucky nhá, cũng là thịt gà, cũng là cá hồi, nhưng tại sao có miếng thịt gà, ức gà thì lại đắt tiền, chân cổ cánh thì lại rẻ tiền, nội tạng gà thì lại rẻ tiền? Họ ghi rất rõ ra rồi. Nhưng người Việt của mình thì khác hoàn toàn nhé, em để ý dung này, họ ăn theo sở thích. Ví dụ như này, mè gà thì rất đắt tiền đó, cái mè con gà đấy, một cái 100 gram mè gà thì rất đắt tiền, nhưng 100 gram ức gà thì lại rất rẻ tiền. Ở Việt Nam mình thì 100 gram ức gà người ta không ăn đâu, nó khô, rất rẻ tiền, chỉ có mấy chục nghìn cân thôi. Nhưng một chân 100 gram chân gà nhé thì lại rất đắt tiền. Có nghĩa là những người Việt nó rất thú vị rồi đấy, ăn những đồ độc hại nhưng họ là bán theo nhu cầu thị trường, cứ cái gì nhiều người mua thì nó đắt. Nhưng mà chúng ta đang dùng con số nhé, chúng ta không dùng sở thích. Em cầm một cái 100 gram chân gà, 100 gram mè gà, 100 gram ức gà, 100 gram cổ gà, 100 gram cái gì đó của gà, thì bắt đầu đọc cái nhãn hiệu dinh dưỡng ở đó thì nó suy ra, chúng ta đang suy bằng con số, cái gì nhiều calorie thì cái đấy là không tốt, cái gì nhiều chất béo thì là không tốt, cái gì ít đạm thì là không tốt. Và thường những cái con số như vậy thì nó có cái giá tiền, và giá tiền càng rẻ thì càng không tốt, đúng không? Chứ không phải 100 gram ức gà mà so với 100 gram chân gà thì đấy chính là lượng chất béo, lượng đạm, lượng đường, lượng mỡ. Vẫn là ức gà nhưng mà ức gà này ít đạm, ức gà này nhiều đạm thì nó sẽ đắt tiền, nó sẽ rẻ tiền. Nhưng mà ý em nói ấy, là ví dụ thầy đi đi chợ mà chỉ có một cái sản phẩm ấy thôi, nhưng mà ý là mình không có nói về chuyện tiền đắt hay rẻ nhá. Mình chỉ muốn là mình chỉ muốn biết cái lượng chất dinh dưỡng đấy có tốt đủ cho mình để mình dùng hay không á. Thì ví dụ ngày hôm nay đi một cái gói hạt hướng dương thì nó chỉ có một cái hiệu ấy thôi, nhưng mà mình biết đã biết đọc calorie chất béo và protein ở trong đó rồi, thế nhưng mà ý là mình không biết là bao nhiêu là thấp là cao, như nào là đủ là tốt ấy, thì Ok, thầy hiểu không? hiểu ý em rồi. Ý là, nếu mà hai sản phẩm mình không nói nhá thì mình có thể mình sẽ lựa chọn được cái tốt cái cao, nhưng mà không, nếu chỉ có một sản phẩm thôi thì mình lựa chọn cái nào là tốt, ví dụ con số nào là tốt để mình nên mua, Rồi, hiểu ý em rồi. hoặc là như nào là quá thấp, Ừ, như hiểu ý nào em là quá cao. rồi. Có nghĩa là em chỉ có một cái siêu thị hoặc một vài cái siêu thị ở khu vực mình sống. Thì có nghĩa là em hiểu kiến thức này ở công nghệ là thế giới thứ ba. À, xin lỗi, là đại các mạng công nghiệp lần thứ ba. Nhưng khi muốn có thể ngồi ở nhà nhưng biết nhiều loại thực phẩm hơn nữa, có nghĩa là chúng ta phải mua online. Bây giờ chúng ta ra chợ thì chúng ta chạy cơm đi chợ rồi. Chúng ta chạy cơm đi chợ và chúng ta sử dụng kiến thức đọc dinh dưỡng đại công nghiệp công nghiệp lần thứ ba, đúng không? Nhưng mà bây giờ khi lựa chọn nhé và xem thì chúng ta lại sử dụng công nghệ của thế giới thứ tư, xin lỗi, của cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Thay vì chúng ta chỉ ra mỗi một siêu thị thôi, nhưng mà chúng ta ngồi nhà để tìm hiểu tất cả sản phẩm ở tất cả các siêu thị khác nhau. Ví dụ như ở Hải Phòng là có Max, Vinmax này, siêu thị Vin này, siêu thị Micho này, siêu thị Ion này, siêu thị gì à? Còn cái siêu thị gì nữa là tôi quên mất tên rồi, tại vì không đi cái siêu thị đấy nhiều. Nó có tầm N siêu thị. Thì giờ chúng ta sẽ tìm là ở siêu thị A thì tại sao nó là cánh gà, siêu thị B nó cũng là cánh gà, siêu thị tư, siêu thị thứ năm, năm sáu siêu thị, mỗi siêu thị đều bán cánh gà, nhưng cái lượng thực phẩm ở trong các siêu thị đấy nó khác nhau và cái giá tiền nó khác nhau, rõ ràng tên là cánh gà nhé. Thì có nghĩa là chúng ta sử dụng công nghệ để lựa chọn, chứ đừng là chạy cơm lựa chọn. Em là đang ra siêu thị đấy nó có mỗi một sản phẩm thôi thì khỏi so sánh. Nhưng bây giờ em vẫn đi một siêu thị nhưng em có thể mua online từ nhiều siêu thị khác, vẫn xếp đến nhà cơ mà. Thì có nghĩa là chúng ta vẫn làm sao ngồi một chỗ và tìm năm cái điện thoại hoặc năm cái miếng cánh gà ở năm siêu thị khác nhau thì là có sự so sánh thôi. Chứ bây giờ mình có nhất thiết là phải đi ra đúng cái siêu thị đấy và siêu thị đấy có một sản phẩm thì đúng là không thể so sánh được rồi, và cũng chẳng biết tốt hay xấu, mà cho dù có biết tốt biết xấu thì cũng không thể mua được thêm. Có phải ý em là như vậy không? Ý em ấy là không phải là quên về phần giá cả đi nhá, không phải về phần giá cả, mà ví dụ mình chỉ biết là mình chỉ muốn biết là cái sản phẩm này thì người ta sản xuất ra thì có đủ đủ cái độ
ba cái loại chất này có đủ độ để cho mình mua hay không, nhận đủ cái đủ độ độ tốt thì mình mua hay không, thì khi đó cái thấp cái cao ấy thì mình so sánh với cái gì để mình biết nó là tốt hay là không tốt cho cái phần sức khỏe của mình thôi, để mình Hiểu ăn đấy. ý rồi, lại hiểu tiếp. Vâng, chứ không phải là phần giá cả nhá. Rồi ok, bây giờ tốt hay không tốt nhá, thì chúng ta đều có biết rằng là có calo là thứ nhất, mỡ là hai, đạm là ba, đúng không? Calo là thứ nhất, mỡ là hai, calo này, Đấy. mỡ này, đạm này. Calo càng thấp thì càng tốt, chất béo càng thấp thì càng tốt, đạm càng cao thì càng tốt. Thì đây là một cái thông tin thứ nhất để biết cho tốt. Và còn tốt cụ thể hay không thì lại phải nhớ lại cả ba bài này. Bài gì ạ? Đường, mỡ và đạm. Đường chính là lượng calo, đúng không? Không được vượt quá tổng 40% tổng cái nguồn năng lượng mình ăn cả ngày. Nếu như mình chỉ ăn một món này thôi nhá, đó thì tổng cái nguồn năng lượng không được phép vượt quá 40%. Mỡ không được vượt quá 30% của cái tổng năng lượng mình ăn vào cả ngày. Và cuối cùng là đạm cũng không được phép vượt quá 30%. Thì đấy, tốt hay không, xịn hay không, nó còn phụ thuộc vào cái nhu cầu, cái cơ thể của riêng mình, đúng không? Em 50 kg, em chỉ nghìn rưỡi thôi, 5 3 10 năm, đúng không? Thì nghìn rưỡi thôi thì em không thể ăn làm sao đến ba cái bữa như thế này. Ba bữa như này nó rơi vào bao nhiêu? 1.300 1.400 rồi, mỗi một khẩu phần nó rơi là 418 calo. Nhưng mà em ăn ba ba cái bữa này nó rơi vào đủ hết rồi thì làm sao lại em ăn toàn bộ? Ở đây là toàn bộ chất béo rồi đây đấy, toàn bộ nguồn năng lượng đó là đến từ chất béo và đường, vậy là thừa rồi. Thì rẻ nó lại trở thành xấu đối với em, nhưng nó lại trở thành tốt với những người cần tăng cân, tăng mỡ, đúng không? Thì ở đây là cái bài thứ, đây là cái thông tin thứ nhất. Cái thông tin thứ hai nhá, thì lượng calo nó lại thấp hơn một nửa, nó 198, nó có nghĩa là thấp hơn cả một nửa, đúng không? Nhưng mà bây giờ chất béo thì lại 25% mà đạm thì 32%, vậy thì nó sẽ ở mức trung bình. Thì là do với những người không cần tăng cân cũng chẳng cần giảm cân, thì nó lại tốt với những người không cần tăng cân chẳng cần giảm cân. Còn ở đây với những người này mà lượng calo, năng lượng thì lại thấp, chất béo thì lại không, đạm thì nó rất là cao, thì lại phù hợp với chính em ấy. Có nghĩa là cái lượng cơ bắp thì nhiều thì cần lượng đạm, ồ, giữ đừng độ ổn định cái lượng đạm để cho người nó săn chắc, nó đẹp, đúng không? Chất béo tôi cần thêm đâu, như thế này là đủ rồi đó. Còn Và vì ví dụ calo trong thì trường tôi hợp của em là em đang thiếu chất béo, thì trong em khi em đi mua ba cái sản phẩm này, thì nếu mà em là em đang cần chất béo, em đang thiếu chất béo mà đúng không thầy? đúng rồi, Đúng không? béo như Em đang béo thiếu gần gì phải mấy ghi cân đúng rõ không? nhá, em là béo Nhá. mỡ nội tạng đấy chứ không phải béo mỡ dưới da đâu. Đúng rồi, mình đang thiếu chất béo mỡ dưới da. Ừ. Mình đang thiếu chất béo mỡ dưới da đúng không? Thì ví dụ Rồi. em đi ra ngoài chợ em mua ba sản phẩm này, thì mình không cần biết là về phần giá cả, nếu mà nói là theo phần giá cả ấy, để làm kinh tế ấy, cho công ty này ấy, thì người ta sẽ làm là những cái như lúc đầu thầy nói ấy, là chất cái cả, thì cái sản phẩm thứ ba dưới cùng này nó sẽ là đắt nhất đúng chưa, Đúng rồi. đúng chưa, thì là cho cái công ty đó về phần kinh tế của người ta, về phần business của người ta. Còn đưa cho khách hàng ấy thì là mình sẽ lựa chọn là không phải là về phần là mắc tiền hay là rẻ tiền, thì mình chỉ lựa Chọn chọn cái ở người tốt trên cho mình, cái mà mình đang muốn thôi đúng không. đúng Bây rồi, giờ ví dụ em đang muốn chất béo, mình muốn ăn một cái loại loại đồ ăn nào có nhiều chất béo xíu, thì mình có thể mình sẽ lựa chọn cái sản phẩm đầu tiên rồi có hiểu ý em 76% rồi, chất béo, đúng rồi, em chính xác mặc hoàn dù toàn là là cái sản nhầm phẩm cuối chất cùng này nó đắt tiền nhất, có thể là gọi là tốt nhất đi, nhưng mà nhưng nó lại không là phù hợp không mình, phù hợp với mình. đúng rồi đó. Tại vì cái cơ thể của mình có cần nhiều đạm nữa đâu, em đang rất nhiều đạm rồi, cái lượng Đúng cơ của em rất rồi. là cao, em ăn vật thêm mà chỉ thành gút thì sao, Ừ. đúng không? Thí dụ 100 gram Đúng rồi. này 37 gram đạm, em đủ đạm rồi. Bây giờ em ăn thêm vào nữa thì thừa cái con số là 1,5 rồi. Thì toi à? Đúng không? Đấy thì nó tốt thì tốt với mình, nhưng mà không tốt gì khác. Thì bây giờ mình phải chọn cái tốt hay không thì chúng ta phải ngồi đây. Chỉ có chế độ 1-1, đúng không? Thì em đang hỏi chế độ 1-1 đấy. Cụ thể Ừ. của em nhá, tốt với em nhá, thì hiện tại lượng đạm của em đang có ổn định và em đang làm sao? Thậm chí thừa một chút rồi. Hai cái khẩu phần của em là rơi vào 24 gram một khẩu phần, thì có nghĩa là 50 gram rồi, 48 gram rồi, đúng không? Trong khi đó là em có 46 cân, nhưng mà em ăn bổ sung vào đã là 48 gram rồi, có nghĩa là em thừa 2 gram rồi. Trong khi đó mỗi ngày em lại tập thêm một gì ạ, một ca yoga. Thì những cái thực phẩm em ăn hàng ngày vào, em phải tính ra 100 gram tôm là có bao nhiêu gram đạm, thì có nghĩa là em ăn thừa cái con số 0,5 như vậy nữa rồi, thì có nghĩa là tốt quá rồi. Nhưng em lại lại chọn cái thực phẩm nó lại được, lại ngon quá, nó lại có thiên về đạm không rồi, thì nó có lại thừa nhiều quá trở thành gút. Có nghĩa là nó rất tốt nhưng lại không tốt với mình đó. Thì mình bây giờ mình ăn cái này ăn vừa thôi, ví dụ khẩu phần của nó là 37 gram đạm thì mình ăn 1/3 thôi hoặc là 1/4 thôi, đúng không? Nó rất tốt nhưng mà nó không tốt với mình. Nếu như mình ăn đủ khẩu phần thì lại thành thừa.
Thì đối với những người mà ít chất béo ở dưới da là gầy thì lại lựa chọn những thực phẩm ở bên trên. Đó, ví dụ trẻ con nó muốn năng lượng lên để nó chơi vui, nó đỡ bị trầm cảm thì chúng ta lại phải cho nó sử dụng cái nguồn năng lượng ở bên trên để nó tăng động nó vui lên. Nhưng với các con nó bị tăng động mà lại cho ăn cái này thì lại còn loạn hết cả nhà, nên nó ăn xong nó trèo nó leo nó nghịch khắp nơi thì mình cũng chết. Thì mình lại phải chuyển cho nó ăn những cái nguồn năng lượng ở phía dưới để nó ổn định lại. Có nghĩa là tốt với người này nhưng không tốt với người khác. Thì cái này phải cụ thể chi tiết. Đó thì bây giờ em học là thành một chuyên gia đúng không? Thì em biết phân tích rồi, cho em rồi. Thì thường thông qua cái việc này mình chỉ mở rộng thêm một chút thôi. Thì cái này là dành cho người già toang này, người trung tuổi và người cao tuổi dùng này là toang 100%. Nhất là những người người tiểu đường, những người gút rồi ăn ăn người gút ăn cái này thì toang thêm này. Mà người tiểu đường ăn cái này thì toang luôn này. Đó, thì cũng cũng vẫn là những cái loại này thôi, chúng ta chỉ cần làm sao thay đổi và ăn cái chế độ làm sao nó bớt hoặc nó tăng nó giảm để là phù hợp với cá nhân đó. Cái chế độ dinh dưỡng là nó không có mức chung đâu. Tùy thuộc vào nhu cầu, chiều cao, cân nặng Thì của mình mình. cứ theo cái số này cộng với cả nhu cầu của mình thì Đúng rồi. mình tính trên một cái Khẩu phần. khẩu phần để mình cho nó phù hợp với một cái bữa ăn của mình lấy thì Đúng nó rồi. dễ hơn, còn đâu là còn còn giá cả thì là cái phần đấy là mình không tính tới. Đúng rồi. Đúng chưa? Đúng rồi. Ừ. Ok. Em có thắc mắc gì nữa Không thầy. không? Ok. À, thế lại tổng kết lại thêm một lần nữa nhé. À, cái giá cả đấy thì những cái thực phẩm nhiều năng lượng, nhiều chất béo, ít đạm, đại đa số là những sản phẩm rẻ tiền, ít tiền, thì mặc định xã hội người ta cho đây là sản phẩm không tốt và nên ăn ít thôi. Và tất cả những sản phẩm nhiều ít calo, nhiều đạm và không chất béo, đại đa số là những sản phẩm đắt tiền. Nhưng ở đây đấy, sản phẩm đắt hay rẻ cũng như em nói đấy, nó không quan trọng, mà nó quan trọng là nó tốt, cái gì nó tốt với mình. Thì đôi khi cái sản phẩm rẻ này nhưng nó không tốt với mình nhưng lại tốt với người khác. Thì cái sản phẩm đắt tiền này cũng vậy, nó tốt với người khác nhưng lại chẳng tốt với mình. Thì chúng ta phải cần phải dựa trên cái đọc cái chỉ số dinh dưỡng này, cái thông tin dinh dưỡng này để đưa ra được cái con số phù hợp với mình nhất. Thì ở cái thông tin dinh dưỡng này nó có đầy đủ cả đường, mỡ, đạm, vitamin và khoáng chất, A, D, K đầy đủ hết. Thì thường các loại vitamin và khoáng chất thì nó đã có mức và không cần phải cân đo đong đếm. Chúng ta chỉ cần cân đo đong đếm là gì ạ? À? Lượng chất béo, lượng calo và lượng đạm. Đó, thì đối với người gút thì lượng đạm cần phải đủ. Đối với những người cơ bắp như vận động viên thì lượng đạm cần phải tối ưu. Đó, với những người gầy thì lượng đạm cần phải bao nhiêu? Đấy, những người tiểu đường thì lượng chất béo và lượng calo cần phải hạn chế ở mức tối thiểu. Đó thì nó rẻ tiền và nó sẽ trở thành độc hại đối với những người đang bị thừa chất béo và thừa calo. Nhưng nó lại tốt với những người cần tăng cân, bị trầm cảm, trầm tính. Giờ uống cốc nước đường cái người đang trầm trầm tính vui luôn, ăn cái kem mới vui luôn, yêu đời luôn, nhìn mọi người lại thích nói chuyện ngay. Thế nên em buồn buồn lại cho thêm ăn khoai, ăn chất béo không nhiều đạm rồi người ta cũng buồn thêm. Đúng không? Thì có nghĩa là nó tốt với mình nhưng mà nó không tốt với người khác, hoặc nó tốt tới thời điểm này nhưng mà thời điểm khác nó lại không tốt. Ok. Đó, thì cái thông tin dinh dưỡng này nghe trường học cũng nó cũng hơi loạn đấy. Người già người ta không hiểu đâu. Mình nói từ nãy giờ mà ta ù tai, người ta loạn hết lên đấy. Đấy. Thì cố gắng Em cũng vẫn hay đọc nhưng mà có điều là bây giờ biết kết hợp với cả cái phần là mình biết tính cho mình là bao nhiêu phần trăm của từng này ấy, thì mình biết lựa sản phẩm hay là mình biết lựa khẩu phần ăn hơn. đúng rồi. Còn bình thường ấy thì em vẫn đọc, lúc nào cũng đọc. Thường thì chúng ta đọc thì nó có nền tảng một chút cơ. Chắc chắn là sau khi em học xong cái liệu trình này là em có nền tảng thì em thành gần như là thành của chuyên gia rồi, chế tạo được thực phẩm chức năng đến nơi rồi. Mấy bữa nữa phải có viên hoàn dành riêng cho mình, kiểu gì mình cũng thể chế ra được một cái món sở trường cho mình ăn, nó giúp mình ngon miệng hơn, vui vẻ hơn, thoải mái hơn, hoàn toàn có thể tự chế ra một loại thực phẩm nhé. Đấy, rất là thú vị rồi đấy. Hầu hết những người mà sau khi học xong những cái liệu trình này đều có một vài sản phẩm thực phẩm của riêng mình, tại vì mình chế ra cho riêng mình mà, thậm chí là đóng thành hộp luôn, đánh thành gói luôn, mà mình cũng có thể cung cấp lên thị trường hoàn Mà viên toàn. hoàn đấy ví dụ mà thầy làm ấy là thầy dựa trên gì cân bằng ba thứ này hả? Đúng rồi, cái viên hoàn của tôi liên quan đến sinh lý thì tôi biết tại sao lại sinh lý lại yếu, mà tôi sử dụng toàn rau củ quả hột hoạt thôi. Dựa trên cái tiêu chí đầu tiên chính là cân bằng cái lượng đường, mỡ, đạm, sau đó đến cái vi chất, sau đó cuối cùng là cái vi chất dành riêng cho bộ phận đó gọi là thực phẩm chức năng. Thì cái viên đấy là uống vào thì biết ngay mà. Tất cả bạn bè là bạn nam giới của chúng tôi mà thầu trên 40 tuổi mà làm nhiều quá đều xịt hết. Họ nhìn thấy phụ nữ họ không 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 có hứng thú đâu, mất cảm xúc, không còn cảm giác yêu nữa cả, thậm chí là 40 nói tuổi còn trẻ mà làm sao thật cứ trên 40 là giống nhau hết mà, mà suy giảm chức năng và không có nhiều cái đam mê gì với tình cảm nữa đó. Nhưng mà bây giờ thì phải ăn uống làm sao để nó đủ chất chứ, chứ ăn thịt ăn cá rồi thì vẫn vẫn thế thôi, vẫn cứ lờ đờ vật vờ nhìn nó chẳng có niềm đam mê gì cả. Thế thì viên hoàn nên chúng ta có thể tự chế ra viên hoàn với canxi chẳng hạn,
liên hoàn về cái gì ạ? Liên quan đến bữa ăn sáng lành mạnh cho người bị tiểu đường. Nhiều loại liên hoàn lắm, mình có thể chế ra một lúc vài chục loại. Đó. Thì thường huấn luyện viên yoga mà biết những cái chuyên môn này thì sẽ chữa được gần như tất cả các loại bệnh rối loạn chuyển hóa. Thế chứ không chỉ đơn giản là đỡ động tác yoga nữa. Đầy đủ hai cái giáo trình này nhá. Cái giáo trình vận động cộng với giáo trình dinh dưỡng này thì nó mới đầy đủ. Và tất cả các môn thể thao, thể dục, chữa bệnh dưỡng sinh đều có hai cái giáo trình này song song với nhau. Chỉ có điều là chúng ta tiếp cận nó theo cái tâm thái như nào thôi. Có thắc mắc điều gì nữa không? Không thầy, rồi, cảm ơn thầy. Ok. Vậy thì Dạ, mình tắt zoom để lưu zoom nhé. ok. Ok Bye em nhé. thầy luôn nhá. Gặp em một buổi sau nhé. Dạ, bye thầy.